Nhà cô Tính Phúc xin kính chào quý khách. Ngày hôm nay thì em quay lên sóng hai cây đàn Yamaha S710 đẹp, siêu đẹp, máy móc zin, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Em đầu tiên này để còn dán ni lông này, dán ni lông nguyên cây đàn luôn, full luôn. Đấy. Bóc ra thì như mới. Đấy, đã dán ni lông rất là cẩn thận rồi. Đấy. Em này thì cực kỳ đẹp. Đấy. Xuất sắc luôn. Đó. Có em đã tỉa sơn lại loa nhé, sơn lại loa này. Những cái vấn đề này thì không vấn đề gì cả, chủ yếu quan trọng là máy móc zin và màn hình zin, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo là ok nhé. Loa nó hơi bụi bẩn và nó hơi xấu một chút nên là em đã sơn lại rồi đấy, quý anh chị yên tâm luôn đấy. Còn cây này thì đã thay fill ABCD mới này, nút start top mới này, đấy rồi thì đã gia cố lại phần cạnh này, phần cạnh này thì đã được gia cố rồi đấy, và ngoại hình cũng còn đẹp khoảng độ 95%, em trên này thì 98% đó. Ở em trên này thì giá hiện tại bên em đang bán với giá là 8 triệu đồng đấy, bao gồm đầy đủ phụ kiện cho anh chị em đó, tất cả luôn. Em này thì với giá là 7.600.000 đồng. Đấy, em này đó, em sẽ quay em này cho anh chị em chi tiết, cho anh chị em cùng quan sát chút nữa nhá, sẽ quay demo qua một chút cho anh em cùng nghe. Riêng đối với dòng S 710 910 thì anh chị em yên tâm sử dụng đấy, không sợ là lỗi lầm hay là hỏng hóc hay là loa dè đấy, ben chuẩn không méo tiếng, máy móc thì cam kết là nguyên zin nha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, không có điểm chê đấy. Bên em tại có ba cây S710 đấy, nên là quay tạm trước hai cây cho anh chị em nhìn quan sát đấy, rất là đẹp luôn. Đó, anh chị em có nhu cầu liên hệ với bên em qua số hotline 0931 269 333. Nhà cụ Thành Phúc xin trân trọng cảm ơn.